nếu ba muốn tìm thì tìm đi ba hãy đi tìm và xác nhận rõ ràng xem mẹ nghĩ như thế nào về cha con mình có lẽ mẹ con cũng không còn cách nào khác nên mới vậy dù là trong hoàn cảnh nào cũng không nên rời bỏ đứa bé chưa từng được gọi một tiếng mẹ con đã khổ sở tìm đến vậy mẹ cũng không nên lạnh lùng đuổi con về như vậy chứ con sẽ không trở thành một người mẹ như mẹ đâu tuyệt đối con sẽ không bao giờ rời bỏ bàn tay của su con còn tiền không dạ hết rồi thì để mẹ cho con sao mẹ nói vậy con và chung Hiu đi đâu đó hóng gió rồi an ủi con bé đi chắc nó đau lòng lắm à, so với con thì con bé còn ghét mẹ ruột mình hơn nữa em đừng ngăn cản chị vì chị không muốn em nhúng ta vào việc này đâu <laughs> chị bị đuổi khỏi đó thế nào chứ chị nghĩ mọi người sẽ thích chị sao dù vậy chị vẫn muốn đấu thử những gì chị có thể làm được chị đều sẽ thử hết à... chị định bắt đầu gặp ai trước đáng lẽ phải gặp minh su trước nhưng chắc chị sẽ chờ đến lúc thằng bé liên lạc lại với chị về minh su chị để em gọi đến cho ngày mai nó đến cửa hàng minh su nó nó sẽ đến chứ minh xu không phải là đứa trẻ xấu tính đâu vì nó là đứa con trai tôn trọng ba mình hơn bất kỳ một người nào em đi đi mọi người đều sẽ bị tổn thương cả ba và mẹ và còn cả con nữa. Ừ, em không tính ăn miếng cơm nào hay sao? Em, em ăn rồi. ăn rồi mà sao mặt em kỳ vậy? vì em không muốn ăn nên chỉ ăn một chút thôi. thuốc thì sao? em đã uống rồi. thuốc thì chắc là uống rồi nhưng mà rốt cuộc em làm sao vậy chứ muốn thân thể khỏe thì tinh thần của em phải khá lên mới được tại vì em vẫn chưa thể nào quên được mọi thứ em đã muốn quên chỉ có mỗi mình em sinh con thôi sao chỉ có mình em bị rối loạn khi mang thai thôi à tất cả các bà mẹ bị bệnh khi mang bầu đều sẽ bị trầm cảm sau khi sinh hết hay sao vì em phải uống thuốc cho nên con cũng phải cai sữa sớm đó chỉ riêng việc đó thôi em không thấy có lỗi với con à con khóc lóc Em làm mẹ lại làm vậy sao? Em xin lỗi. Nếu như em đã sinh con ra, em làm ơn hãy có chút trách nhiệm với nó đi. Có như vậy, chứng trầm cảm mới không có khoảng trống để chen vào. Tiếc là đáng lẽ mẹ phải thương con mới đúng nhưng mà mẹ chỉ thấy ghét con thôi chắc là con bé đã nghĩ rằng tất cả các bà mẹ đều như vậy con gái của ba trước khi trở thành một người mẹ thực sự không biết điều đó anh Thật sự sẽ bảo lưu việc học sao Đất nước đã gọi tên anh rồi mà Ý em là anh sẽ sớm đi như vậy hả Phải đi chứ Anh đừng có như vậy Anh nói chuyện với em chút Ủa? đi minh xu tới kìa Bảo lưu việc học sao Chúng yêu cũng đến nữa Cùng nhau đến bảo lưu việc học hả Không sao đâu Anh đến cùng với em mà Anh không biết đâu Đây chính là ký ức Đau khổ nhất trong cuộc đời của em ký ức summern đã bị những con người đó bàn tán cả đời này em không thể quên được đâu ai cũng sẽ có những ký ức đau buồn hết em bản thân anh cũng vậy rồi em cũng có mẹ của em cũng giống vậy thôi sao tự nhiên lại nói với mẹ vậy chứ lúc nãy anh có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa em với ba anh đừng nói những chuyện kỳ lạ nữa ý anh nói là mẹ của em chắc chắn cũng sẽ có những ký ức đau khổ nhất trong cuộc đời của mình mà. Minh Xu à, mình đang chuẩn bị làm thêm ở cửa hàng của cô cậu đây. Anh cũng đã từng bỏ chạy đó thôi, để thoát khỏi mẹ anh. Chắc là em cũng giống như vậy, có phải không? Anh nhìn rõ đi. Nếu là một người mẹ thì phải cố gắng vượt qua đến cùng. Giống như mẹ anh dù có tự giam cầm vẫn phải ở đó bảo vệ. Nè Hamisu Đừng có nói về mẹ với Chung Hiêu Đây không phải là việc liên quan tới cậu Đã nói đừng thì đừng có làm Việc cuộc đời Chung Hiêu câu chuyện về mẹ là vết thương lớn đó Sau này nỗi đau của Chung Hiêu sẽ do mình chia sẻ Cậu tránh ra đi Đây không phải vấn đề mà chúng ta có thể xen vào Đi theo em Dù gì em cũng phải tới đó mà Lần trước mẹ cậu ấy tới tiệm và làm ầm lên đó, hình như cả hai ổn rồi. Chắc là chưa phẫu thuật ha? Chắc làm rồi đó, không thấy bụng còn gì. Cậu biết tôi sao? Anh ừ, không biết. Còn cậu? Không biết. Vậy thì hai người bạn tán gì cái gì? Mấy người có biết gì về tôi và cô ấy không mà bàn tán chứ? Nếu như mọi người tò mò sẵn tôi nói cho nghe. Chúng tôi sẽ xin đứa bé đó. Cô muốn biết là tên gì không? Là số mi ơn. Cô biết tại sao mẹ của tôi lại tìm tới đây không? Vì mấy người không biết gì mà cứ ở đó bàn tán. Đến đây để chặn miệng mấy người lại đó. Chúng ta đi thôi. Đợi anh chút đã anh vẫn chưa nói xong mà chỉ một chút thôi ừ? chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm sao mấy người có nhiều lời hoài vậy hai chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm con của chúng tôi mà bây giờ có sinh đứa bé hay không cũng đâu tới lượt miệng của mấy người quyết định mọi người đều nói em đã lựa chọn sai lầm rồi hay là sau này em sẽ hối hận giống như mẹ em vậy đó để anh giết cho em sẽ giết mà nếu như em mệt thì cứ nói anh sẽ làm thay cho em tất cả mọi thứ anh đều có thể làm mà hãy nói với anh tất cả những gì khiến cho em mệt mỏi đi đừng có phải gánh chịu một mình như vậy nữa nếu nói ra có thật là anh sẽ lắng nghe hết không tất nhiên có gì đâu mà không thể chứ lúc nãy em không thấy sao mấy người đó không dám nói một lời nào hết kìa giống như mẹ của anh và cũng giống như mẹ của em anh sẽ không làm cho em hối hận đâu việc trở thành mẹ và việc lựa chọn con của mình và cái việc chờ đợi anh nữa anh cũng sẽ không làm cho em phải hối hận giữ chặt vào dạ cậu giữ cho đàng hoàng vào lung lai quá cô chi anh mới là người phải giữ cho đàng hoàng vào mới đúng chứ ý cậu là tôi không khỏe bằng cậu đó hả em không phải có ý này đâu có muốn giật tay thử không anh mau đóng đi mà thằng thử thử đi, đi. mấy cậu thử làm gì thử đi. mà ồn ào vậy từ nãy tới giờ mà chưa làm được gì hết trơn hết trời hà ờ mẹ vợ bọn con tính là làm cho thật chắc chắn đó mà được rồi dừng lại rồi đi tắm đi tôi sẽ mang một ít đồ uống tới dạ Cậu đi đâu vậy? Ờ à, em nghe điện thoại chút Ai à, vậy? Là Hy Chin Sao phải ra ngoài nghe máy chứ? Anh đừng để ý làm gì Cái thằng này Ba ơi Hử? Hiện giờ chứ chân quan thân thiết với cô lắm hả? Không hề Vậy sao gọi điện thoại cho nhau? Đúng rồi Sao lại gọi điện thoại cho nhau? cô không gọi thì tôi cũng đang định gọi cho cô nè chúng tôi xuống tìm chị xe do nhưng chỉ gặp mỗi du dân thôi là nhà của chị xe do ở dưới quê tôi biết rồi tôi nghe du dân nói rồi khi nào thì anh về à, tôi không biết nữa phải chờ cơ trưởng quyết định sau ngày nào anh cũng theo tôi chi vậy ừ, cô cô nói gì vậy hả cô có chuyện gì không vui sao anh châu quan à anh không thích máy bay đúng không bởi vì ba của anh là quân nhân, nên anh mới muốn mặc bộ đồng phục để có cảm giác ngầu hơn bộ quân phục và được người khác công nhận đúng không? Ờ, à, à, tôi chỉ là thích đồng phục của công ty thôi. Nếu như được phục chức đi làm lại, anh có quay lại không? Ờ, à, đương nhiên rồi. Tôi hiểu rồi. Cấp máy đi. Ờ nhưng mà sao đột nhiên cô nói tới việc phục chức Sau này sẽ nói anh biết Cúp máy đi, đi. À, Mình ghét nhất cái tính do dự đó anh ở lại khỏe mạnh em xin nhờ anh chăm sóc cho con nè khoan đã em thật sự muốn ly hôn như vậy sao em muốn được sống em đi đi nè khoan đã khoan đã anh sẽ phá cổng của nhà xưởng nếu một ngày nào đó em nhớ chung hi ô hoặc là muốn quay về đây nhưng mà lại chán ghét tính cách xấu xa của anh nên không thể về thì hãy đứng từ xa nhìn nhà xưởng nếu như nhà xưởng không có cổng thì tức có nghĩa là lòng của anh vẫn còn hướng về phía em còn nếu như em thấy nhà xưởng đã xây cổng nghĩa là lòng anh đã rời xa em rồi mình à ừ uhm. anh đừng pha cổng nhà xưởng ngay cả việc anh chờ em quay trở về cũng khiến cho em khó thở anh hãy chấm hết với em thật sự chấm hết với em giùm đi chúng ta về nhà không được sao anh không phải em sẽ thấy bức bối sao anh không nghĩ tới mẹ anh đang chờ chúng ta sao <laughs> anh có chuyện này muốn nói với em trong số các ánh đèn kia kìa thực tế không có ngôi nhà nào là nhà của anh trên danh nghĩa cả khi con của mình sinh ra mà phải sống riêng đó là việc bất khả thi còn việc cận kề quan trọng hơn nữa đó chính là vì chúng ta phải kết hôn với nhau anh ghét việc không còn lựa chọn nào khác bởi vì anh là ba của đứa bé anh có biết là dạo này mỗi khi mà anh nghiêm túc là tim em lại đập thình thịch hay không <laughs> anh muốn em theo dõi anh cho đến khi em thấy hài lòng dù chỉ có căn nhà nhỏ thôi cho dù là căn nhà thuê cũng được nhưng mà nó là của riêng mình nhưng anh vẫn sẽ cố gắng anh không có nhiều tiền để mua quần áo đẹp cho em cũng không có nhiều tiền để mua đồ tốt cho con của chúng ta nhưng mà anh sẽ làm cho em và con của chúng ta luôn cười em có chịu không sẽ có lúc chúng ta có thể mua được một căn nhà và những đồ nội thất mắc tiền. Nói ra, thì có vẻ chắc em khó tin, nhưng mà anh rất muốn em ở bên cạnh anh. À, ủa em bị gì vậy? Anh thật sự giống ba anh quá đó. Gì? Đâu có. Nhưng mà tại sao chỉ tới lúc mua được nhà và đồ dùng đắt tiền thôi vậy? Hả? Mua nhà, mua vật dụng đắt tiền xong, sau đó thì sao? không cần được cười nữa hả hay là giống như ba anh đi ngoại tình các thứ hay sao đâu có đâu có ý đó đâu, đâu từ nay thì điểm số của anh không còn nữa rồi sao kỳ vậy chân em đau á chạy xe lại đây đi anh biết rồi <laughs> người ta nói khi có con người đàn ông sẽ thay đổi là thật sao Không thể nào cho tụi nó ở chung phòng được Vẫn chưa kết hôn nữa mà Nếu như vậy Nếu Trung Hiếu ở cùng phòng với mình Thì chắc hai đứa sẽ không thích đâu Làm sao đây Alo? lỗi gì muộn như vậy rồi mà còn gọi điện tới tôi là trưởng phòng marketing hoàng yun sun của thực phẩm nông liêm có chuyện gì vậy hình như cô là người đã đề nghị thay đổi kệ trưng bày của cửa hàng chúng tôi phải không tôi thấy phiếu ý kiến nên mới gọi đến à cái đó sao sản phẩm thì rất tốt nhưng kệ trưng bày có chút vấn đề nếu như có gì khiến cô khó chịu thì cho tôi xin lỗi à, không phải đâu không có chuyện khó chịu đâu mà tôi thắc mắc là hiện tại cô có đang làm công việc nào khác hay không thôi việc sao à không có tôi nội trợ thôi nếu không có gì bất tiện thì cô có thể gỡ sở yếu lý lịch cho chúng tôi được không lý lịch hả nếu ngày mai cô có thể đến trụ sở chính của chúng tôi ngay thì tôi muốn nhanh chóng tiến hành kiểm tra tôi thấy địa chỉ của cô ở insan nên cũng rất gần với trụ sở chính của chúng tôi Hình như hai đứa về trễ quá đó Trời chỉ mới sập tối thôi mà Con có thấy sập tối nào dài như vậy không <laughs> Tụi con đi ăn tối rồi đi hóng gió một chút mới về Con Con ngủ đâu vậy mẹ Con muốn ngủ ở đâu Ủa phải ngủ phòng con chứ Trung Hiêu thì sao Vậy thì con sẽ ở cùng với mẹ Tất nhiên là vậy rồi Con đi tắm đi Mẹ sẽ lấy thuốc bổ cho Dạ Đừng có suy nghĩ lãng giải tới gần phòng ngủ đó Hai đứa vẫn chưa kết hôn đâu Không biết Con đi tắm đây Mẹ vào phòng đi Sơ yếu lý lịch sao? Ờ, chỗ làm sự kiện ở siêu thị chúng ta đi mua đồ đã gọi điện cho mẹ hỏi mẹ có thể gửi lý lịch không à, thật sao vậy mẹ phải gửi ngay thôi không dễ chút nào vì không có gì để viết sao chỗ này thì kinh nghiệm không có bất cứ cái gì hết nhưng mà số lượng giải thưởng ôi giỏi quá à mẹ ơi mặc dù con không biết rõ nhưng mà trong một bản lý lịch nhỏ này á để chứa đựng hết cuộc đời của mẹ con thấy nó tầm thường lắm dù con chưa từng đi làm cũng không có kinh nghiệm trong xã hội nhưng mà con nghĩ vậy đó khoảng thời gian hàng chục năm sống với vai trò là một người mẹ đáng quý và đáng ngưỡng mộ hơn bất cứ kinh nghiệm nào dù sao đi nữa xã hội cũng không công nhận đâu dù là những chuyện ngược đời nó xảy ra ở ngoài xã hội nhưng với người làm mẹ lại được chấp nhận là sự hy sinh ngẫu nhiên và vô cùng cao quý dẫu sao thì mẹ vẫn nên thử sức con nhờ cậy mẹ đó Có đến mức phải nhờ cậy không hả? Con thật sự muốn được Thông qua mẹ để có được hy vọng Hy vọng Vì cuộc đời con sẽ phải sống với cái tên người mẹ Và cái tên Trung Hiêu sẽ biến mất Nên con muốn được nhìn thấy Thông qua mẹ rằng không phải là như vậy Mẹ à Hmm? mẹ có thể nói ra tên mẹ một lần không tên của mẹ phải lúc phỏng vấn cũng phải nói tên của mình đúng không mẹ cứ coi như là đang luyện tập đi tên của mẹ tên của mẹ chính là mẹ nói con nghe đi mau lên mẹ mẹ à tên của mẹ là gì vậy tên của mẹ phải cái tên được ông bà đặt cho mẹ là gì vậy đó là cái tên mà ông bà đã đặt cho mẹ với cả tấm lòng của họ với hy vọng mẹ có thể lớn lên như thế nào không phải là cái tên người mẹ hy sinh đâu sơ dòng hi mẹ nói lại đi sơ dòng hi đã bao lâu rồi không gọi cái tên đó. <laughs> Sơ, Sir... Dôn, John... Hi, Sơ, Sir... Dôn, Hi, tên của mẹ. Sợ con thấy xa lạ quá Mọi người ngủ rồi sao Sợ con tới sẽ mệt nên mẹ có sai cậu ta làm vài chuyện Anh ta là người rất dễ thích ứng đó mẹ Mẹ cũng thấy như vậy Cậu ta thành dân khu này tới nơi rồi Cái cậu tới cùng cũng làm rất được việc đó Hai đứa tụi nó trở nên ngoan ngoãn vô cùng Hai người đó hợp nhau lắm mà mẹ Nhưng còn con Tính chuyện kia sao rồi Ngày mai con sẽ tới gặp họ Được rồi Giờ này mẹ vẫn chưa ngủ Chắc là lại lo cho con đúng không Cũng không phải như vậy Mẹ mong mấy đứa đừng làm khổ nhau Thì tốt biết mấy Mẹ đang cầu nguyện trước ông Trăng Để cả ba Minh Su và con được không phải đau lòng Không phải mệt mỏi Mẹ cầu nguyện cho cả thằng bé Minh Su và Du Yu Dên Thật khỏe mạnh không đau bệnh gì có phải hộ tướng đầu chợ đâu. Còn nhỏ bé hơn cả con thỏ chứ. <laughs> vậy mới nói. sê sì Giòn à. Dạ. Con phải cầu nguyện thật chân thành. Đừng có thể hiện sự tự tôn quá cao. Mẹ nhờ cậy con đó. Nhớ phải làm vậy nha. <laughs> Hay vào đó, mẹ sẽ thật tốt với con mẹ sẽ tiếp nhận hết sự nóng giận của con hả à. con cướp máy đi. mẹ ngủ sớm đi mẹ càng nói với con những lời như vậy làm con càng thấy căm ghét được phụ nữ đó hơn <laughs> Thỏ Ngọc à? Ngày mai không cần ở bên ta. Người hãy đến ở bên xe giòn nhà ta một lần. Hả? mẹ hãy làm thật tốt nếu cô gọi đến vì chuyện tôi đồng ý ly hôn thì tôi tắt máy đây tôi đang bận lắm chúng ta gặp nhau một lát được không chỉ một lát thôi tôi có chuyện nhất định phải nói gặp nhau ở đâu Mẹ dậy rồi hả? Cậu không ngủ hả? Dạ Con ở đây chờ mẹ Mời quý khách mười giờ quay lại. Chúng tôi chưa mở cửa. Tôi đã nói là chưa tới giờ mở cửa. À, anh, 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 sao lại biết chỗ này? Em sống có tốt không? À... Đừng có đến gần. Anh đừng có đến gần. Làm ơn, tôi xin anh đó đừng 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 <laughs> chị muốn uống gì chúng ta chưa đạt tới mức quan hệ có thể ngồi uống trà với nhau thì phải tôi vẫn chưa tới mức thân thiết như vậy nhưng hôm nay có lẽ tôi phải mời chị nên chị dùng gì đó đi nếu cô tính nói chuyện cảm ơn vì tôi đồng ý ly hôn thì không cần đâu đây cũng không phải chuyện đáng cảm ơn lời cảm ơn đối với chị tôi định sẽ để nói sao nếu như chị nghe lời nhờ cậy của tôi cô gọi tôi đến để chơi chữ với tôi hả hay là còn có chuyện gì để phơi bày sao dạ lần cuối cùng tôi mong rằng chị hãy giúp đỡ tôi